nhà thờ lớn lớn ở Hà Nội đây, chứ bao giờ được có dịp Noel nào mà đi chụp ở nhà cửa của Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, trong khi ra đây biết bao nhiêu lần rồi, thấy mọi người đây rất là đông vui nên cũng làm của nhà thờ đá Tam Đảo nha, nên là chỉ vậy thôi, trang sửa chữa nha. Đi một đoạn đường khá là xa, chúng ta trên đường xuống thác Bạc mà mới đi tới đây là thấy có vẻ là chông gai quá, cho nên là sẽ có người tiền trạm đi trước coi coi thật sự là có nên xuống không và khoảng còn bao xa nữa, chứ đi tăng cấp đến đây là bắt đầu ngồi bẹp rồi nè. Bắt đầu ngồi đây đợi coi người hướng dẫn đường, hướng dẫn viên du lịch đi tiền trạm coi sao, chứ có vẻ hơi lạnh rồi đó. Gió qua kẻ lá rồi đó, hạt xương lìa cành, đồ mong manh quá làm sao chịu lạnh đó, hết rồi đó. Dạ xin giới thiệu hướng dẫn viên du lịch người tiền trạm đã đi lên, gãi gãi cái đầu tay sắc bịch hạt dẻ rang bơ và quyết định là chúng ta quay đầu là bờ. Có anh về đây vui với em, có anh kề bên tay ấm nồng, ngàn lời yêu thiết tha sẽ yêu ngàn năm không cách xa, sẽ yêu mình em hết kiếp người ta như sáng sẽ lung linh, đêm nay em hát giữa bao người ngất ngây tình yêu câu ca tuyệt vời. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu dàng, giấc mơ ngày qua đêm nay sáng ngời. Xuống lạnh quá, đi lên cũng lạnh mà đi xuống cũng lạnh, lạnh mỏ ác, lạnh miệng, lạnh môi. Sáng chúng ta đi dạo hồ và rất là lạnh luôn á. Lúc nào ra đây chúng ta cũng sẽ dạo hồ một chút xíu. Bây giờ có thể là chúng ta sẽ về nhà khách sạn để chúng ta soạn đồ, dọn đồ, dọn vali ly, chúng ta quay trở về nhà thôi. Có anh về đây vui với em, có anh kề bên tay ấm nồng, ngàn lời yêu thiết tha sẽ yêu ngàn năm không cách xa, sẽ yêu mình em hết kiếp người ta như hoa bướm bay. Đêm nay anh sáng sẽ lung linh, đêm nay em hát giữa bao người ngất ngây tình yêu câu tuyệt vời. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu.